lợi thế vàng của bất động sản khu công nghiệp trong bối cảnh kinh tế đầy biến động. Phần 1. Thị trường bất động sản khu công nghiệp hiện đang là kênh đầu tư đầy hứa hẹn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Bất động sản khu công nghiệp sở hữu chuỗi giá trị tương ứng 3 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu vào, chủ đầu tư tiến hành tìm kiếm quỹ đất phù hợp để phát triển khu công nghiệp và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Ở giai đoạn đầu tư, chủ đầu tư sẽ tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản cho khu công nghiệp. Cuối cùng, ở giai đoạn đầu ra, sau khi hoàn tất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản, chủ đầu tư sẽ cho thuê lại đất và cung cấp các dịch vụ tiện ích. Thị trường khu công nghiệp Việt Nam hiện đang chứng kiến sự khan hiếm về nguồn cung, đặc biệt là tại khu vực phía Nam. Trong quý 1 năm 2024, khu vực phía Nam không ghi nhận dự án khu công nghiệp mới đi vào vận hành. Nguyên nhân chủ yếu do: thứ nhất, quá trình đền bù giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp mới khá khó khăn do các chủ đầu tư không thỏa thuận được giá đền bù với các hộ dân tại khu vực triển khai dự án. Thứ hai, quá trình phê duyệt chấp thuận chủ đầu tư, xác định số tiền đóng tiền sử dụng đất kéo dài hơn dự kiến. Khu vực phía Bắc chứng kiến nguồn cung dồi dào hơn, nhưng trong quý 1 năm 2024 không có dự án lớn nào đi vào khai thác cho thuê. Trong quý 1 năm 2024, mức giá cho thuê tại khu vực phía Bắc đạt 133 đô một mét vuông cho một chu kỳ thuê, tăng 7,8% so với cùng kỳ, và khu vực phía Nam là 189 đô cho một mét vuông cho một chu kỳ thuê, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Giá cho thuê đất khu công nghiệp tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024 do: thứ nhất, nguồn cung đất khu công nghiệp mới sẽ khan hiếm trong giai đoạn 2024 đến 2025. Thứ hai, tiền thuê đất, sử dụng đất và chi phí đền bù giải phóng mặt bằng sẽ tăng mạnh từ năm 2026 do giá đất sẽ được xác định theo nguyên tắc thị trường. Ngoài ra, các chi phí phát triển dự án như đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt là vật liệu xây dựng tăng cao sẽ gây áp lực lên giá cho thuê. Thành cho thuê đất khu công nghiệp bình quân ở Việt Nam nhìn chung vẫn còn hấp dẫn hơn so với các quốc gia khác trong khu vực, thấp hơn từ 20 đến 40% với những giá trị đầu tư tốt, tiềm năng tăng trưởng cao. Nhưng ông lớn nào đang được gọi tên trong sân chơi bất động sản khu công nghiệp? Hãy cùng theo dõi tiếp phần 2. Trong lĩnh vực này, những ông lớn nào sẽ được gọi tên? Triển vọng đầu tư cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp trong năm 2024 sẽ tập trung vào doanh nghiệp có: đầu tiên, tỷ lệ lấp đầy thấp, còn nhiều dư địa để sẵn sàng cho thuê, có các dự án gối đầu, đảm bảo dòng tiền trong tương lai, tình hình tài chính lành mạnh, vay nợ thấp, đảm bảo dòng tiền của doanh nghiệp ổn định, vị trí thuận lợi, được đầu tư cơ sở hạ tầng giá cho thuê hấp dẫn, thu hút dòng vốn đầu tư FDI, Tico mã IDC và công ty cổ phần Long Hậu mã LHG. Hoạt động chính của IDC bao gồm cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất và phân phối điện, thu phí BOT và phát triển các dự án bất động sản dân cư. IDC sở hữu quỹ đất sẵn sàng cho thuê lớn với 554 hectare và còn hơn 130 hectare diện tích đất cho thuê chưa bàn giao tập trung tại các khu vực thu hút FDI trọng điểm như là Long An, Vũng Tàu, Bắc Ninh và Thái Bình. IDC duy trì tiến độ cho thuê mới khoảng 100 đến 120 hectare một năm đối với các khu công nghiệp hiện hữu trong từ 3 đến 4 năm tới và vẫn còn dư địa đáp ứng nhu cầu cho thuê đến năm 2028-2029. Công ty cổ phần Long Hậu mã LHG hoạt động trong lĩnh vực cho thuê hạ tầng khu công nghiệp và cho thuê nhà xưởng xây sẵn. LHG hiện đang vận hành 3 khu công nghiệp với tổng diện tích 370 ha tại Long An. LHG có cơ cấu tài chính lành mạnh, số dư nợ vay thấp hơn đáng kể so với các doanh nghiệp cùng ngành. Tỷ lệ tiền dòng VCSH ở mức 59,5%. Khu công nghiệp Long Hậu 3.2, 90 ha, khu công nghiệp An Định 200 ha và khu công nghiệp Long Hậu 150 ha sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn cho LHG.